Đúng mọi người. Anh Minh đang làm gì ta? Anh Minh. Ơ một. Gì má? Đang làm gì vậy? Hôm nay bữa nay làm gì qua đây ạ? Em có chuyện cần nói. Mà anh qua đây trước đã. Anh thấy gì đây không? Thì xe của em. Anh thấy nó có gì khác không? Có gì khác với mọi ngày không? Không. Thì đó là vấn đề á. Xe của con Hân được độ từ trên xuống dưới luôn. Sơn màu mới, độ vô nè. Làm từng lúc hết. Mà em không được làm gì hết đó. Rồi sao bây giờ? Mà em muốn độ xe. Mà anh biết chỗ nào độ không? Độ, độ xe, độ lên cho đẹp, độ ha. Mạnh cho bằng con Hân á. Ờ, à, độ sao mà từ neck bay thành sport bay luôn á. Bây giờ cái gì cũng dễ đó, chỉ cần có tiền là được thôi em. Đúng rồi. Ừ. Đúng rồi. Đâu có tiền. Chứ tiền đâu chứ có tiền em kiếm anh chi? Ủa vậy đúng đó không, em, mọi người. Em có, em không có tiền anh mới kiếm anh. Đúng rồi. Còn mà em có tiền là em đi. Đúng rồi. Kiếm người khác. Em có tiền là anh gọi em thuê bao không liên lạc được. Giờ muốn độ sao? Em muốn độ cho nó đẹp với lại nó mạnh hơn xíu được không? Được. Thì cái chỗ độ mà nói vậy em qua chơi em không biết chỗ độ xe luôn. Không, đây có bán xe thôi chứ có độ nó đâu. Nó xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Ở đâu chứ? Ở dưới tầng hầm chứ đâu. Ủa? Trời ơi. Em tưởng dưới để xe. Rồi từ từ để em giải thích cho nghe. Thì á, cái cửa hàng của anh chỉ có như đây thôi. Ừ. Nó nằm gọn gàng ở đây. Ừ. Hiểu không? Ừ. Anh em tới chơi là anh em biết. Còn ở dưới á là có một cái anh khác. Ờ. Một cái người khác làm. Ừ. Bây giờ mình làm là phải trả tiền. Nói chung ở dưới là không có liên quan gì tới anh hết. Ờ. Ở dưới là một anh khác luôn, là giống như là một kiểu như là một cái gọi là sao ta, một cái cửa hàng khác á, đúng không? Gọi là một cửa hàng độ xe khác. Tóm lại là đây gọi là hai đây có chữ nè. Ờ. Đây là Dino Moto 2K nè, thấy chưa? Đọc cũng thiếu chữ của người ta, nên Dino Z. À, Dino Z Moto 2K đó vậy thôi. Còn ở đây là showroom. Ừ. Riêng biệt không có liên quan nha. Đừng có tưởng rồi kìa, anh ấy rồi thôi, bây giờ em thích độ thì anh sẽ dắt xuống. Ừ. Nhờ mấy anh nhân viên kỹ thuật độ cho em. Đó. Giờ xe đã được đẩy xuống hầm rồi đó, nhưng mà bây giờ anh phải kêu quản lý ở đây ra chứ. Anh Công ơi. Ông ngủ rồi anh em, anh Công nó đi ngủ rồi nên giờ kêu cũng hơi lâu. Anh ngủ quá dậy đó anh Công. Thì bây giờ có bé em của em. Okay. Thì nó muốn kiểu như là xe đẹp mà phải mạnh nữa. Đúng không? Ừ. Đúng không? Khác nhở? Đúng rồi, đẹp mà phải mạnh nữa. Rồi thì okay. Bây giờ làm sao? À, em yên tâm, nếu mà muốn mạnh đúng không? Muốn mạnh thì mình sẽ lên bô xăng lửa. Bô xăng lửa. Thứ nhất là mình sẽ mở tour nó bằng cách lên ECU. ECU. Ờ, gió thì mình có thể đi đọc gió trụ. Ờ. Ờ, thì nó giúp tăng lượng gió cho mình. Ờ. Rồi tiếp. Lửa thì mình có thể đi mô viên sườn. Mô viên sườn. Rồi buri thì mình có đi mô viên buri độ. Rồi buri độ. Rồi tiếp. Rồi xong rồi đúng không? Ừ. Anh nói anh nói vậy chứ nãy giờ nó cũng không hiểu đâu, nó chỉ không, biết lên vậy thôi. Anh cách nào anh đổ từ nét bay lên thành sport bay cho em không? Cái này hay có. Bán xe mua xe mới. Bán xe mua xe mới. Rồi bây giờ muốn đẹp thì sao? À, muốn đẹp thì bên đây hiện tại bên đây là có ốc titan ha. À, thì đó này lên màu sẵn thì em thích màu nào thì em chọn. Em muốn mở con một màu được không? Mở con một màu. Hành người ta hả trời. Mà lên vậy sao đẹp? Lên thành chiếc xe hồ lô biến hả? Bảy sắc cầu vồng hả? Nó sẽ đẹp hơn, còn nếu mà lên nhiều quá nó sẽ rối mắt. Đó, đây là cái mẫu là anh để chọn cho anh em chọn màu đúng không? Ờ đúng rồi. Ừ. Thì bây giờ thích lên màu gì? Màu vàng phản bội hay màu tím mộng mơ? Em mạng thủy thì mạng thủy là phải màu xanh, màu xanh và phong thủy đúng không? Anh lấy cho màu hồng đi. Cái gì? Nãy đâm ban ghê anh ơi. Anh coi chút anh lột đồ xe đó luôn, hiểu không? Lột đồ xe, coi xe đồ ngon lột, gắn đồ chai nờ vô. Rồi giờ quyết định vậy đúng không? Không. Rồi quyết định vậy đi, cứ thế mà làm. Rồi. Rồi chơi ra, rồi bây giờ làm nhanh gọn lẹ luôn anh. Rồi. Rồi sao có suy nghĩ kỹ chưa? Lên là trả tiền nha. Em trả mày. Ủa anh này cỡ nhiêu? Hết luôn cỡ nhiêu tầm nhiêu để em biết đây, em về em bán thận. Không nhiêu đâu em, cái này tầm khoảng 7-8 triệu thôi. 7-8 triệu hả? À. Trời ơi, vậy em tưởng nhá. Em tưởng nhiều lắm chứ, tưởng mười mấy triệu chứ đi mượn nợ 7-8 triệu hả? Cho thiếu được không? Thiếu trả góp. Mà nói chứ bây giờ là cái này làm là lính anh nó sẽ làm đúng không? Anh đúng. Vô anh ngủ rồi. Anh Công là phải ngủ chứ. Công ngủ là cái gì em?
Trời. Thôi làm đi, làm đi, thôi để cho anh làm, mình lên đi để không quậy nữa rồi. Vậy đó, anh bàn giao lại cho anh đó nha. Giờ xe vừa đẹp vừa mạnh luôn á mọi người, thích quá à. Mọi người có thấy đẹp không? Sao? Giờ thấy sao? Thích chưa? Thích. Chọn cái màu này là đúng đắn. Giờ cái màn quan trọng nhất nè. Hả? Cái màn quan trọng nhất. Thanh toán đúng không? Đúng rồi. Đâu liên quan gì? Để anh gọi anh Công, anh lại đi ngủ rồi. Anh Công cho em cái gọi là thanh toán. Giờ coi cái này mới biết hết hồn nè. Anh gửi anh có hóa đơn nha. Tổng cộng của em là 8.378.000. Đây, người quay cái số cuối nè, khỏi cần coi cái đây, quay cái số cuối thôi. Đó, đó, tổng cộng là 8.378. Rồi, vừa lòng chưa? Có em, về phần ESU á, thì ESU là bảo hành được 12 tháng ha. Còn Buri thì bảo hành 6 tháng đổi mới cho mình nếu mà có vấn đề. Còn về cái phần móc xăng á, là nếu trong quá trình em chạy khoảng 2 tuần á, mà nếu có vấn đề bị giật hộp hoặc là mất hậu thì em cứ đem xe ở đây, anh canh chỉnh lại cho em miễn phí. Ha. Rồi ok. Là đó là những cái được bảo hành đó đúng không? À đúng rồi. Rồi, như vậy là xong. Cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của anh Công, cũng giống như những anh em ở đây. À, bây giờ anh Công đi ngủ đi. Được rồi. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Ở đây mấy ảnh rất là thân thiện, nói chung mình muốn cái gì á thì mấy ảnh sẽ làm hết từ A đến Z. Đó, thì giá cả thì mình thấy hợp lý. Rồi chủ yếu là cái thái độ thôi, chứ mình biết những anh em á, mình mà mình làm xe á thì mình đã
không có quan trọng tiền bạc, chủ yếu là thái độ với lại cái chất lượng đó. Thì mình muốn thì mình phải qua đây trải nghiệm rồi mới biết được cái sự nhiệt tình như vậy. Chỉ có anh Công anh hay ngủ thôi, còn mấy anh kia vẫn làm. Rồi vậy đi. Rồi cảm ơn anh nhiều nè. Cái này em giữ hay là anh giữ? Cái này em giữ. Này tờ giấy này em giữ đúng không? Rồi. À, bây giờ qua màn đòi tiền với Nick ơi. Tiền 8 triệu. Tiền gì? 8 triệu. Tiền gì? Tiền đổ xe. Thôi nói giỡn á, thì đem xe về đi. Rồi có như thế này, anh cho em Út. Rồi vậy nha, rồi tạm biệt và không bao giờ gặp lại. Mỗi lần gặp là một lần tính tiền. Hết con hâm rồi tới Vinh Đích mọi người. Rồi bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và nhớ like, subscribe cho kênh của mình Baker để có những video thật là hay nữa.